Bình mới chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay á, sau khi mà Bình có chia sẻ ghi hình ảnh của anh Trung gà trống nuôi con đó, thì lúc trước á, thì sau khi mà anh Trung gà trống nuôi con cất nhà xong, thì Bình cũng có mua một món đồ để tặng cho anh Trung. Thì hôm nay á, thì Bình cũng có mua một bộ bàn để cho khách đến nhà của anh Trung ngồi chơi đó, cô chú anh chị. Thì hàng này á, thì Bình đặt cũng khoảng 1 tuần mới có ha, tại vì cửa hàng không có sẵn á, cô chú anh chị. Đó thì cho nên là hôm nay có, chứ hồi lúc mà tăng giá Bình cũng là tính là đem lại rồi, nhưng mà chưa có hàng, thì cho nên là qua 1 2 3 ngày thì Bình mới có hàng, thì Bình mới kêu mấy chú mấy anh trở lại ha. Rồi thì bây giờ em xin chào anh. Dạ thì anh thì cũng là bên cửa hàng Đa Quanh của chú anh chị. Thì hôm nay á thì anh chưa có thể là cho con cô bác biết bộ ghế này là với tên gì không anh? Này bộ Mã Lai. Mã Lai ha. Thì từ lúc mà em đặt hàng tới giờ bữa nay là khoảng bao nhiêu ngày rồi? 3 4 ngày nó mới xuống. À, 3 4 ngày mới xuống ha. À. Nhưng mà em đặt cũng khoảng 1 tuần nay rồi đúng không? Mới xuống hôm qua. À, mới có hàng ngày hôm qua thôi. Nhưng mà bữa nay thì sẵn dịp rảnh thì em kêu lại kêu mấy anh lại giao luôn ha. Dạ. Thì cho nên là giao cái này đó là cũng giống như là với một bộ bàn này á, là với giá là như thế nào hả anh? Bộ này giá 4 triệu 9. 4 triệu 9. Thì nó bao gồm là có gì anh? Có 2 ghế nhỏ với một cái ghế dài với 2 cái bàn. À, 2 ghế nhỏ, 1 cái ghế dài với 2 cái bàn. Bàn nhỏ với bàn lớn. Bàn nhỏ với bàn lớn ha. Là với giá là bộ gỗ này là gỗ Mã Lai. Với giá tiền là 4 triệu 9 ha. À, thì cô chú anh chị thì nhân dịp tăng gia rồi thì Bình mới mua. Thì anh Trung anh Viền đi đâu rồi? Anh Trung anh Viền ơi, có nhà không? À, đang làm cỏ sao ha? Rồi bà đi đâu mới về vậy bà? Mua đồ đi Mua đồ chùa hả? mới À, đi chùa mới về hả? À, đi chùa mới về. Thì hồi tăng gia đó con không có mua đồ để tặng anh Trung. Thì hôm nay á thì mới có hàng cho nên là con mới mua đồ để tặng anh Trung á. cảm ơn em, cảm ơn nhiều lắm. Rồi anh Trung anh Viền đang làm cỏ sao nè cô chú anh chị. Rồi bộ bàn ghế này anh đặt mua hay sao? À, bây giờ cho em xin gắn mic chút. À, bộ bàn ghế này á anh có đặt mua không mà sao người ta trở lại nè anh Trung? Hả? Hả? Cho Ai cho? anh Bình Sao biết? Sao biết Bình cho? Bình đâu có tiền đâu mà mua. ngủ là mơ Hả? Hả? Ừ. mình ngủ là mơ thấy anh Bình chó Ngủ nằm mơ hả? Nằm mơ thấy cho hả? Có vụ mơ nữa hả? Thì hai anh em làm mơ thấy anh làm mơ sắc sắc lắm á, hơi hai anh em dò gì xình không vậy? Làm cỏ làm cỏ. phải không? Thì bộ bàn này đẹp không? Đẹp Ừ. không đẹp đâu, đẹp Sao vậy? thì thấy đẹp thì thấy đỏ đẹp rồi, Đỏ là đẹp đỏ không? có cho tôi đấy, Ừ. Cho bà kìa. cho tôi đấy. Cho tôi đi kìa. Mẹ mẹ của anh Trương nói cho tôi đi kìa. Rồi anh tính để bộ bàn này ở đâu, trong nhà chỗ nào? Chỉ mấy chú đi. À, chỉ mấy anh đi. À, anh ơi mà dùng kinh vô luôn anh Trung, dùng kinh vô luôn đi. À, mình để ở đâu đó thì mình chỉ hướng dẫn luôn ha. Ừ. Về hai người kinh nha, kinh kinh coi chừng cẩn thận nha. À. Từ từ nhé, nhẹ nhẹ nha anh Trung, nó chạy á. Để ở đâu hả? Để ở đây hả? Bàn này đâu phải để ở đây à, để đại đi rồi sắp xếp. Để đại ha. Dạ. Tháo bọc cát. Tháo bọc cát. Ồ, chưa trả tiền ta mà tháo bọc cát. Hả?
chưa trả tiền mà tháo bọc gì? Khỏi trả. Nhất khỏi trả. Để đó thì lát sắp xếp sao? Gỗ này gỗ gì hả anh Trung? Gỗ này có tốt không? Em thấy không á? Sao anh Trung? Gỗ này có tốt không? Chút nữa thì chút lại ha. Lên ngồi luôn đó. Lên ngồi luôn hả? Dạ. Nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ thôi anh Trung. Ôi còn cái ghế dài nữa kìa anh Trung. Để làm sao? Vậy vậy. Rồi lấy cái ghế kia ra. Lấy cái ghế kia ra. Giờ cái ghế này kìa. Nhẹ nhẹ anh Trung. Để cho mấy anh sắp xếp dùng đi. Rồi anh Trung lên ngồi đẹp trai không? Lên ngồi đẹp trai không? Để ngồi cái ghế này thử coi. Cảm giác sao? Dạ, dựa vô, dựa. Sỉn vai, mình dọn, mình sỉn vai, mình không ra lên á. Em không? Em không anh Trung? Dạ. Được rồi. Anh Trung vậy? Anh muốn cho mày vô nhà tao đâu. Anh Viện có vợ rồi, cho đi với vợ đi ha. Không cho thì xin cái ghế được không? Không cho luôn. Em đi việc quá. Rồi mấy chú thợ sắp xếp giùm đấy ha. Tân gia thì anh Trung có một cái đồng hồ. Và qua tân gia xong thì có thêm một bộ bàn. Bàn ghế mã lai. Và áo bọc ca. Nói trước mà sao không tin luôn lỡ lên nổi vậy. Pedro à? Hỏi Pedro ai đẹp không anh Trung? Hỏi Pedro ai thích không? Đẹp không con? Sao đấy? Chà lắm. Lắm lắm. Sau này để cái gối là ngủ ở đây luôn đó. Thầy già. Ngồi chứ đã có mai mốt con lấy chồng rồi. Anh Viện thử ngồi cái êm không? Xinh hả? Xin không à? Ơi đuổi ra anh Trung. Xin không phải giới nhà kìa. Nó tội nghiệp nó cho lên một ngày đây nó mất tiếp. Ra cái đó. Mai mốt là một tiếp cho mà vô rồi. Sao vậy? Thầy đâu? Sao rồi con? Sao rồi? Rồi anh thấy coi cái bộ này như thế nào? Coi cái từ đó giờ mình có ước mơ được cái bộ ghế này không? Thấy đẹp á. Nhưng mà từ đó giờ mình có ước mơ được bộ bàn ghế này không? Không có ngồi gì đâu. Không có ước mơ hay sao? Coi chắc không có. Sình sình ấy ngồi đại đấy. Pedro đừng có cho ngồi ha. Kêu Pedro đuổi ra đi. Dạ. 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 Nó mượn lắm. Mấy chú thợ chú có lấy hóa đơn theo không? Dạ, thôi để tính tiền luôn. Ở đây đây là
cô chú anh chị, thì Bình có hứa với anh Trung đó, hồi lúc mà mới cắt nhà đó thì Bình nói là khi mà quay video xong, cắt nhà hoàn thiện xong thì Bình sẽ mua một món đồ để tặng cho anh Trung. Thì sau khi mà quay video xong đó, lúc mà anh Trung tăng gia đó thì Bình cũng không có báo với anh Trung. Thì hôm nay thì tăng gia xong rồi, thì Bình mua bộ bàn ghế này với giá tiền, thì anh nói hồi nãy là 4.9 triệu đúng không anh? 4.9 triệu gửi tặng cho anh Trung á cả nhà. Nó mua đồ tặng cho anh Trung 4.9 triệu này với bộ bàn ghế này, anh có thích không anh Trung? Thích chứ. Thích hả? Thích. Thì chắc là giống như chiều tối tối á, anh Trung ngồi với Peru ngồi đây uống nước này kia rồi đó. Nhưng mà đặc biệt nhất là mình để một cái khăn nha, để có khi nào mà nước nó nhiều xuống á, đúng không anh? Nước nhiều xuống mình lau liền, sợ nó thấm vô gỗ á. Hoặc là mai mốt á, có đi cắt kiến á, cắt kiến để vô ha, để vô mình dán lại ha. Thì bây giờ với số tiền 4.9 triệu nè, thôi anh Trung gửi cho mấy chú thợ coi. Mấy chú kia ra là mấy à, 4.9 triệu đó, còn 100.000 đó thì anh cũng lại đến đây là giao hai lần rồi. Thôi em gửi cho anh uống cà phê luôn nha. Có gì mình chia nhau đi, hai người uống cà phê đi ha. Gửi to đó anh Trung, đây là tấm lòng của em, thì anh cảm thấy như thế nào anh Trung? Rồi em cảm ơn anh ha, đã đến đây giao bộ bàn ghế xong rồi ha. Hay đường này cũng khó chạy ha anh ha. Dạ dạ, thôi chạy từ từ ha, vậy ha. Rồi anh Trung thấy cảm thấy như thế nào khi mà nhận được tấm lòng vàng này, là tấm lòng vàng từ em á? Thấy ghê lắm rồi. Piru nè, Piru cũng mẫn nữa. Rồi nhà có cái đồ thư hết rồi. Vàng thấy để đồ thư hết á. Không có thiếu gì hết á. Đồ thư hết, mừng lắm rồi. Mình bỏ đồ vàng thôi. Thì bây giờ cố gắng cũng giống như là làm gãy này kia trồng trọt đấy ha anh Trung ha. Đó thì cô chú anh chị, bộ bàn ghế này thì nó cũng rẻ mà nó cũng không có mắc hơn cô chú anh chị. Nhưng mà đối với anh Trung thì nhà mới thì bộ bàn ghế này chỉ có 4.9 triệu thôi. Nhưng mà anh Trung là chắc chắn là không có khả năng để mua đâu, đúng không anh Trung? Không có khả năng để mua đâu cô chú anh chị. Nên là mình thấy vậy thì cũng mua tặng dùng cho anh Trung. Thì thấy ghế này cũng chất lượng rồi ha. Thì đẹp lắm. Màu đỏ ha, đẹp ha. Phải Peru cũng thấy vui rồi. Thôi vậy đi ha anh Trung ha. Thì nhớ giống như là mình lau dọn này kia, mình có đi chợ đó, mua một chậu bông để vô. Hay chỗ này gần chỗ này á, có ai mà cắt kiến hay là gì đó, mình kêu người ta cắt hai miếng, mình đo ha. Kêu người ta cắt chùm để trên mặt bàn á. Mỗi khi mà nước nó nhiễu này kia anh Trung nha. Rồi con thấy sao? Thích không? Thích không? Con thích không? Nói cho cô chú nghe coi. Thích không? Lắm á. Con ơi, không chạy, không đi nhà bà nội luôn á. Không đi luôn hả? Không đi luôn á. Thôi thì cuối lời video thì mình cũng rất là chân thành cảm ơn cô chú anh chị quý bà con cô bác đã luôn theo dõi Bình. Thì chúc bà con cô bác luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ ha, luôn luôn an khang thịnh vượng ha. Và đặc biệt nhất thì anh Trung thì cố gắng trân trọng những tấm lòng của Mạnh Thuận Vinh đã gửi tặng cho mình đây ha anh Trung ha. Rồi em chào anh Long ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đúng rồi.